Ôi trẻ em lên rồi kìa. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tú Vui Miền Tây của mình nha. Thì hôm nay mình với Mạnh sẽ tiếp tục trở lại ở Cần Giờ nữa để mình trả thù của tuần rồi. Tuần rồi thì mình tất cả anh em Cần Thủ câu mà từ sáng sớm cho tới trưa luôn, nó không ăn một cái luôn, một cái nó cũng không ăn. Thì kết quả là anh em tụi mình là phải nhậu chai các bạn ơi, nhậu tàu hủ. Hôm nay là cũng là ngày thứ năm này luôn, tuần rồi là ngày thứ năm, hai tiếp tục ngày thứ năm nữa mình với mấy anh em Cần Thủ sẽ trở lại đây chiến đấu với nó một bữa nữa. Thì đợt hổm thì nó nước kém, cá như nó không ăn, nay nước rong không biết làm sao, chắc cũng ăn luôn. Rồi Cần Thủ Mạnh đang xả cần ra đây, hôm nay có thêm một Cần Thủ mới nữa. Chơi nhỏ lớn như này à, tức là cũng leader này hả? Đây là leader nè, khúc này để nó bự, còn dưới đây nó nhỏ các bạn, nhỏ quá nó bị đứt hoài. Thì mình với Mạnh đi xa lắm các bạn ơi, phải thức khuya khoảng cỡ ba mấy á, khuya mà chạy lên tới Cần Giờ này là hiện tại tới đây là 7 giờ rồi. Xa hả, đường xa mà lạnh nữa. Quái. Chơi phải chịu thôi. Để vô còn đàng hoàng rồi. Bắt đầu chiến thôi. Đầm ở Cần Giờ này á, thì nói chung là cá thì nó bao la luôn, nhưng mà hên xui, câu cá mà. Cá bao, đúng rồi anh Nam nói nè, cá bao la nhưng mà không có bao dính. Nói chung hên xui à, câu cá mà chơi môn này là phải hên xui thôi. Cá bao la mà không có bao dính nha. Anh chơi cháp chứ hả? Ủa? Không trẻ mà trẻ. Con này xanh biển chưa lửa ba tiêu. Hiện tại bây giờ là chỉ có hai Cần Thủ thôi, sẽ còn thêm hai Cần Thủ nữa đang trên đường xuống, chắc khoảng cỡ nửa tiếng nữa xuống tới. À sao xong chưa anh Mạnh ơi? Trời ơi câu dở mà tóm cũng lâu nữa. Rồi mở hàng đường đầu tiên ơi. Bóp nó ăn không anh Mạnh? Không. Bê cạn quá. Con nào lạ lòng đó ta.
cái này là cái đó nè các bạn ơi, nước ở trong đầm này anh ba anh sổ ra. Ở đây cái miệng cống này anh ba anh hứng cái đó nè, lát có tôm cá lát anh ba anh đổ nè các bạn. Quá thấy ngủ quá ta. Anh ba đổ lú nè các bạn ơi. Ôi con cá này cái gì đấy, cái đói cái đói cái đói. Xin gieo bảo để anh đổ đây cho nó sạch. Có con gì ấy đó đói đó. Lấy cái đồ ấy lại đựng. Rồi cái đó kìa. Hải hùng luôn. Còn cái đói này phải bằng cùng tay các bạn ơi. Con này chết rồi. Bự quá, bự quá. Con này bỏ thùng đá chứ chết rồi. Nửa ký con. Tọc má con Phi kìa. Ngu rệt. Nhìn nó ủa thấy nhiều mà. Có đồ nhiều. Giác nhiều. Giác không á. Cô muốn nổi vậy. Được rồi. Để đặng rộng bảo. Bắt đầu. Có đồ có. Ê, anh ba anh mới đổ. Đổ đó các bạn. Được mấy con cá đói bự quá trời. Ừ. Nửa vỏ nó nghe được, đừng có ngập cái vỏ rồi. Đi ra cái quay đó. Máng đâu đây ta? Đấy cây cầm. Quay đi. Đem rộng xuống nước lại các bạn ơi. Để nó chết. Ba con cá. Cá hổ. Có tài luôn. Cá hổ cá beo gì, gì ghê vậy. Nhìn nó đẹp ta. Ngàn đô á. Rồi nuốt luôn rồi. Đây cho em luôn nè Minh, em gửi luôn đi Minh. À mấy con cá này ăn cái gì? Cá này ăn được hả? Không. Vẫn chơi hoài. Để chân kiển thôi. Nó giống 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 cá nâu vậy. Bữa ấy không ấy đem về nuôi nè. Đâu sống đâu. Nuôi đậu sống đâu. Tại vì nó nuôi từ nhỏ kìa. Chứ giờ nó ở đầm quen rồi. Nuôi cũng ngợp. Tính ra nó đâu có đẹp bằng con cá nâu đâu. Con cá nâu nó đẹp hơn. Bữa anh đem về anh thuần được 5-7 con gì đó. Nuôi trong hồ ở nhà. Thấy chưa. Trời ơi. Nuốt rưỡi luôn. Bấy con cá rồi. Nó sâu quá. Lát cho con bạn thả lưới cho bớt xui. Lên cá hả? Ôi chẽm lên rồi kìa. Chẽm. Ui, dữ. Kỹ à. Con này 8 lạng không ta? Có luôn. 6 lạng. Lên được con các bạn, cần phụ nữ.
mà đi ngang đầm, cái đi ngang cống cái nó rớt xuống dưới sông luôn. Ui, lên con đầu tiên các bạn ơi. Từ trưa tới giờ. Trời, tưởng nó có chết rồi. Vậy là cho nó ra rồi đó. Wow. Thầy lâu lắm tao mới thấy mày đó. Con này tầm khoảng có 700 gram bạn ơi. Nãy mình nhìn xa mình không đoán được, tưởng con này có ký mấy chứ. Cũng không có bự dữ. Còn hai bịch nước đá ngoài nữa kìa. Lát thủy vô khách vô vậy. Này mình dèo dưới hả anh Thị? Ờ mình cắt lá, cắt lá. Lá này mình cắt chi vậy chú hai? Làm nhà hả? Dạ. Này có thấy như nó chưa khô à? Này mình phơi khoảng bao lâu mình mới nửa tháng nó khô lại hả? Nãy con thấy mình chèo vô cổng mình cắt cổng. Nãy con thấy mình chèo vô trong đó mình cắt trong đó đúng không? Dạ. Mình cắt vậy là mình có bán không chú? Bán làm nhà là một chục, mình tính là sao tính chục tính sao chú? Tính trăm hay một trăm vậy là phải nhiêu tiền? Một trăm lá là 100 ngàn nha các bạn. Nhà lá giờ cất ổn, nó mát ha, mát lắm. Cái trời mưa mình hứng nước mưa uống ngọt lắm á. Đừng quen chó mày. Thôi ăn kìa, giật. Kệ nó, cho lên luôn. Ăn gì mà? Ăn vô miệng cống không kìa, rước là giận không ơi. Ăn là rút cần mất tiêu rồi, đâu phải có vậy. Nước đầy một chút nữa được. Ăn đó hoài ta. Trời, số nhỏ không mạnh rồi con. Lên. Bự con này bự à. Bự hơn con nãy á, không nhỏ đâu. Bự hơn con nãy sao nhỏ á. Ký. Lên hàng. Anh mạnh nha. Không được rồi. Dễ được rồi. Vô vọng đi. Con này chỉ mấy ký à? Con này ký mấy ký hả? Ký 2, ký 3 vậy? Ký 2, ký 3. Con này 5, ký 3. Cái này đè bằng lát đó, trên cái đầu phao á. Đầu trong đất rồi. Má ứng mắt tiêu cái phao là. Quá, lên một con nữa các bạn ơi. Ký 2, ký 3 vậy? Vô vô mấy cái vọng á. Hai con dính, hai con chảy con đó. Trời ơi, hay quá vậy. Chuyên nghiệp này dạy nuôi chuyên nghiệp quá. Không có. Bây giờ ai câu dính nữa, giờ tao ra đây câu dính nữa, tao quay về dạy lường dính á. Mà thằng Mạnh suốt đời. Sắc á. Không có, nhà lấy xiên nó lì, không hiểu không? Nó lì. Sắc cá thì... Má vừa thay câu mới dính liền đúng không? Sát, người sát nó bụng. Trời, anh nói ba nghe cái anh mà nãy em nói vừa em cho ông con đầu đỏ mà dính con chẻm ký mấy đó. Là giờ em câu á, ông thấy luôn mà. Em câu không có ăn. Có mình vợ em câu ăn cái ông xin cái con đầu đỏ đó em cho ông đó. Ăn câu dính luôn. Thì đó, là em câu không có ăn luôn á. Thuộc móc bên ơi. Rồi hai con rồi các bạn ơi. Quá đã. Tại vì cá đâu có môi luôn đấy vậy. Dính nào? Lên. Hãy subscribe.
Con này nhỏ không, bự không? Lên nữa. Ồ. Con này nhỏ còn nãy nữa. Con này chắc nửa ký à. Con này 6 lẻ. Quá đã quá. Trời lửa bút ngược làm sao kỳ vậy? Kỳ vậy. Có nó vô xong nó lộn qua. Nó vô xong nó lộn là ngược lại nữa. Con đi cái kìm mà. Vô đi mà nó. Ba con các bạn ơi, ba con các bạn ơi. Xui à. Ông bẻ cần nó vô thôi. Anh Minh lên thêm con nữa. Trời đất ạ. Con thứ ba nha các bạn. Chắc bữa sau chắc ngồi vào trường cho anh Ban nữa quá. Thôi bữa nay heo quay. Heo quay không? Heo quay, ký quay. Trời ơi, heo quay em sát bên luôn. Đó, một ký quay với anh em nhậu. Rồi ok. Con cá con tôm cao sống cao thời nào không biết mà vậy mà nó sẽ giật hết kìa. Wow. Tưởng gì với heo quay bên em nhóc gì. Hay quá trời ơi. Thôi cái gì đâu khóc mạnh tấn thiệt. Em nghe là anh ba con, ba con các bạn ơi. Ui quá đã, quá đã. Tao lại mày luôn mạnh tấn thiệt. Bự là cái này lớn à. Bự đâu biết. Dẻm luôn. Lên nữa, lên nữa, lên nữa, lên nữa, lên nữa. Vậy nó lỏng á. Chiếc gì lại. Căng vậy, căng vậy. Rồi, chiếc này nó nhỏ mà. Đâu có bự đâu. Nó không vậy à. Trời ba lên đó nha, 5 con rồi đó. Ông này chưa có con nào đâu mạnh. Sợ bên dưới mạnh rồi. Té. Kinh thiệt. Thế này nè. Con thứ tư rồi. Lộn khoảng thứ 5. 4 à. Thấy 2 con. Đấy, vậy quăng không đủ chèm nha. Để vô cái bờ con đó đi. Để đi thì để lắm. Nó cả nhau à, nói chung lá anh cho em con nằm lấy con đó à. Không nha, tôi chưa dính nha, nó câu dính em với câu dính đâu. Có sao đâu á. Bốn con các bạn ơi.